Ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1920, báo Nhân đạo L'Humanité của Đảng Xã hội Pháp đăng toàn văn sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin. Nguyễn Ái Quốc đã đọc, nghiên cứu bản luận cương và người đã tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc. Người đã thốt lên, hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Thực tế đã chứng minh đây là sự lựa chọn đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi rất to lớn và có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Tất cả đều khởi nguồn từ sự lựa chọn đi theo con đường của Lênin, của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Đó là sự lựa chọn lịch sử. Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Đó là hành động đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại, một tất yếu lịch sử. Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước trên quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong bối cảnh cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến và tư sản của nhân dân Việt Nam diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại. Mặc dù rất khâm phục tinh thần quả cảm của các sĩ phụ yêu nước, nhưng Nguyễn Ái Quốc không tán thành đường lối giải phóng dân tộc của những người lãnh đạo các phong trào yêu nước đương thời. Bằng nhãn quan chính trị, sớm nhận thức được hoàn cảnh đất nước, người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã không chọn con đường của các bậc tiền bối trước đó, mà người tìm sang nước Pháp, các nước phương Tây. Nguyễn Ái Quốc, hồi đó gọi là Nguyễn Tất Thành, ấy, là có một cái lòng yêu nước rất là sâu sắc và cũng muốn tìm cái con đường cứu nước cho dân tộc. Thì Nguyễn Ái Quốc cũng đã tìm hiểu, xem xét cái quá trình vận động cứu nước của Phan Bội Châu, của Phan Chu Trinh. Nhưng mà cuối cùng ấy, thì Nguyễn Ái Quốc nhận ra một cái điều là những cái chủ trương của Phan Bội Châu, của Phan Chu Trinh nó không đến nơi. Đấy, bác dùng cái từ là nó không đến nơi, tức là nó không triệt để. Đấy. Ví dụ như là Phan Bội Châu lại rất là tin tưởng là nhờ Nhật để đánh Pháp. Nhưng mà không hề biết được là giữa hai cái nhà nước Nhật và Pháp họ có cái hợp tác với nhau, họ cấu kết với nhau. Họ làm gì mà họ giúp một cái con người như Phan Bội Châu để mà mất cả một cái nước, đúng không? Cho nên đấy là những cái mà Nguyễn Ái Quốc nhận ra là các cụ rất yêu nước nhưng mà cái cách của các cụ là không đến nơi, không triệt để. Hay là Phan Chu Trinh là dùng cái hình thức là đấu tranh với Pháp nhưng mà chỉ bằng biện pháp hòa bình thôi. Pháp Việt đều hề đòi các quyền tự do dân chủ. Thế nhưng mà Pháp cũng không chấp nhận cái chuyện đó. Cho nên bắt giam cụ Phan Bội Châu, đầy ải cụ Phan Chu Trinh. Thế thì cuối cùng bác nhận ra rằng là với con đường các cụ này, mặc dù là rất tôn trọng các cụ nhưng mà không thể theo con đường các cụ, phải tìm con đường khác. Quyết tâm cứu nước đã có, nhưng con đường nào để đưa dân tộc đến độc lập, tự do thì người thanh niên Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa tìm thấy. Khi Nguyễn Ái Quốc xuống tàu ấy, đi tìm đường cứu nước là chỉ có một cái mục tiêu là đi tìm con đường cứu nước. Chứ chưa biết tìm như nào, chưa biết gặp ai, chưa có một cái mô hình nào cả để mà học hỏi cả. Phương pháp như nào cũng không biết, nhưng mà cứ đi đã. Đấy, xác định lấy một cái, đây là một cái rất là dũng cảm của Nguyễn Ái Quốc. Một mình đi như thế. Thế thì Nguyễn Ái Quốc trong quá trình đi tìm là mất gần 10 năm cơ mà. Mất gần 10 năm vẫn chưa tìm thấy con đường cứu nước từ năm 1911. Năm 1917, trong lúc Nguyễn Ái Quốc đang mỏ mẫm để tìm con đường cứu dân mình khỏi kiếp nô lệ, thì ở nước Nga xa xôi có một sự kiện rung chuyển thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử loài người. Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, đưa học thuyết cách mạng của các Mác từ sách vở trở thành hiện thực đầu tiên, đưa cách mạng thế giới bước sang thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Ngọn lửa sục sôi của giai cấp vô sản đã bùng cháy ở Liên Xô, nhưng người vẫn chưa hề hay biết. Mãi đến 3 năm sau khi đó, người đã chạm tay được vào con đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Bởi vì Nguyễn Quốc tham gia Đảng Xã hội Pháp từ đầu năm 1919 ấy, với một cái mong muốn là cái đảng này ấy, là họ hay đấu tranh cho quyền lợi của người lao động, thì cứ tham gia đã. Chứ còn chưa hiểu gì đâu. Đảng xã hội đó mà bây giờ vẫn còn là cái chính đảng và loại lớn nhất của Pháp ấy. Họ có một cái tờ báo, cơ quan ngôn luận là tờ Nhân đạo, Humanité đấy.
Đấy. Thế thì trên cái tờ Nhân Đạo đấy vào tháng 7 năm 1920 mới đăng cái luận cương, sơ thảo luận cương lần thứ nhất về các vấn đề dân tộc thuộc địa của Lenin để cho các đảng cánh tả châu Âu họ đọc và họ góp ý cho Lenin để Lenin trình bày vào cuối năm đó tại Đại hội 2 Quốc tế Cộng sản về vấn đề dân tộc thuộc địa. Thì Nguyễn Ái Quốc đọc xong thì Nguyễn Ái Quốc cảm thấy đã nhìn thấy con đường cứu nước, đã tìm thấy con đường cứu nước. Cho nên bác nói là gì? Ngồi một mình trong phòng mà tôi muốn nói to lên cùng đồng bào đọa đầy đau khổ, con đường cứu nước là đây. Thế nội dung nó là gì mà lại Nguyễn Ái Quốc lại hiểu được như thế? Bởi vì Lenin đã chỉ ra cái con đường muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải có một chính đảng. Phải có một chính đảng. Chính đảng Cộng sản, mà cái chính đảng này phải đại diện cho quyền lợi của dân tộc. Đấy, thì mới kêu gọi được nhân dân đứng dậy tham gia. Và cái thứ hai ấy, cuộc cách mạng này phải gắn với cái phong trào cách mạng thế giới, với quốc tế cộng sản. Thì đây là một cái điều mà Nguyễn Ái Quốc trước đây chưa hiểu, nó cứ đi vận động theo kiểu như cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu là không thua, mà phải thành lập một chính đảng, phải có cương lĩnh đường lối tổ chức rõ ràng. Thì rõ ràng là sau khi đọc được cái cương lĩnh, cái luận cương Lenin, thì Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra cái con đường cứu nước. Như vậy, luận cương của Vladimir Ilyich Lenin đã tác động mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến trong tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện mang tính chất bước ngoặt đối với Nguyễn Ái Quốc, là mốc người tìm được con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Nhu cầu đang đặt ra của lịch sử lúc bấy giờ là xác định một con đường đúng đắn cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam nói riêng và các dân tộc thuộc địa nói chung. Nguyễn Ái Quốc chính là người đảm nhận nhiệm vụ lịch sử đó. Đây cũng chính là cơ sở để người truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, gieo hạt giống cộng sản và trực tiếp chuẩn bị những điều kiện cần thiết bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản luận cương của Lenin cùng với những hoạt động sát cánh với các tầng lớp công nhân, trí thức Pháp và các đại biểu thuộc địa là tiền đề có tính quyết định việc người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản Quốc tế Ba và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Người đã trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đây là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng cho cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Người đã rút ra những lý luận cách mạng phù hợp với cách mạng Việt Nam. Và thực tế đã chứng minh lựa chọn của Nguyễn Ái Quốc là hoàn toàn chính xác. Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của mình, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đây là đường lối chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, được khẳng định rõ ràng trong cương lĩnh chính trị đầu tiên và cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Đây vừa là bài học lớn xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vừa là cội nguồn dẫn đến mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới đất nước. Qua mỗi bước ngoặt lịch sử, Đảng ta luôn khẳng định, Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng nước ta là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Và mới đây trong tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc.